Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, theo tinh thần Nghị quyết 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, hiện nay các hợp tác xã tại tỉnh Tây Ninh cơ bản đã hoàn thành chuyển đổi sang mô hình kiểu mới theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Cùng với việc gia tăng về số lượng, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động hiệu quả, từng bước vươn mình đi tới thành công. Thời gian qua, nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đã ban hành, tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ thiết thực cho sự ổn định, phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã. Thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển, các hợp tác xã được hỗ trợ sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, tham gia mô hình cánh đồng lớn, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo hướng Việt Gap, Global Gap. Đặc biệt, từ sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước và phát huy nội lực, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã chủ động tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm, từ đó tạo động lực để các hợp tác xã từng bước vươn lên phát triển. Một trong những điển hình là hợp tác xã cây ăn trái Bào Đồn. Từ lúc thành lập hợp tác xã đó thì hợp tác xã đã có cái định hướng là sẽ sản xuất theo một cái tiêu chuẩn sản phẩm an toàn để đưa ra thị trường, giống như đã đạt được những cái chứng nhận như là chứng nhận Việt Gáp, và mình cũng đã mới được cấp là cái chứng nhận OCOP 4 sao. Hiện tại hợp tác xã cây ăn trái Bào Đồn đã liên kết với nhiều doanh nghiệp để bao tiêu cái sản phẩm, cái sầu riêng mà của bà con làm ra với cái giá cả ổn định. Cái thứ hai nữa thì hợp tác xã cũng đã làm thương mại hóa, có những hệ thống C1 ở Sài Gòn và ở Hà Nội. Cùng với việc hình thành và phát triển của các hợp tác xã, hiện nay còn có sự xuất hiện của đội ngũ nhân lực trẻ, có trình độ, năng lực và đã đang thổi luồng gió mới cho các hợp tác xã phát triển theo đúng tinh thần đổi mới, sáng tạo và hiệu quả để vươn mình đi tới thành công. Và chàng trẻ sinh năm 1990 mang tên Lê Minh Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Minh Trung tại huyện Tân Châu, chính là một điển hình. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Minh Trung đã xây dựng sản phẩm trái mãng cầu tươi của mình đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao để đưa ra thị trường. Đầu tiên thì chỉ là nhắm đến nâng cấp về cái giá trị của quả mãng cầu thôi, như nâng cấp về chất lượng, về độ an toàn. Sau khi thành lập hợp tác xã thì được tiếp cận nhiều hơn với các nguồn thông tin, thì mới nâng cấp từ từ đi đến sản phẩm được chứng nhận OCOP. Mục tiêu sắp tới thì hợp tác xã định hướng thứ nhất là vẫn tiếp tục quá trình là củng cố thêm về chất lượng trong quá trình sản xuất của quả mãng cầu, và về đầu ra thì mình sẽ làm thêm những sản phẩm liên quan tới quả mãng cầu để tiêu thụ những cái loại quả mà nhỏ bé hay là có mẫu mã không được đẹp mắt, ví dụ như là mãng cầu chích cấp đông, da ô mãng cầu, nước mãng cầu lên men và mứt mãng cầu. Với mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị, một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng định hướng phát triển đa ngành nghề, vừa phát triển các dịch vụ nông nghiệp, vừa mở rộng thêm các dịch vụ phi nông nghiệp. Đặc biệt, trong xu thế hội nhập, một số hợp tác xã cũng có xu hướng phát triển ngành nghề du lịch nông thôn gắn với sản xuất nông nghiệp. Điển hình như hợp tác xã cây ăn trái Bào Đồn, huyện Gò Dầu, hợp tác xã mãng cầu Thành Tân, thành phố Tây Ninh, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Trung, huyện Tân Châu. Đối với cái chủ trương chú tâm về du lịch của tỉnh thì hợp tác xã cũng có tham gia xây dựng ra những cái tour, trước mắt là những cái tour tham quan vườn cho du khách trải nghiệm cắt hàng tại vườn, cắt hàng và mua về. Ngoài ra thì mình cũng có liên kết với nhà hàng để xây dựng nguyên một cái tour chuyên nghiệp hơn, thì có ăn uống, có thu hoạch vườn. Từ thực tế cho thấy, hiện nay các hợp tác xã ở Tây Ninh ngày càng được mở rộng và đi vào hoạt động hiệu quả. Bằng các hoạt động tăng cường liên kết với các thành viên, các hợp tác xã đã xây dựng và nâng cao giá trị nhiều sản phẩm mang thế mạnh của tỉnh như mãng cầu, sầu riêng, mũi ớt. Việc xây dựng mô hình hợp tác xã hiện nay chính là hướng đi bền vững nhằm xóa bỏ tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Qua đó, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, giúp các địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.